xin chào cả nhà hết chứ nè. Chào cả nhà đã đến kênh bữa cơm gia đình của em hôm nay ha. Thì hôm nay ăn cơm đơn giản cả nhà. Em mua được con cá lóc nè. Em kho chiều nay em kho lạc đi. Kho lạc ở đây em có chuẩn bị trái cà nè. Em hầm kho cùng rồi có miếng củ hành, miếng tỏi với miếng hành với ớt để họ em bỏ vô cá kho. Ở đây ăn kèm thì dưa leo với cà chua với miếng rau thơm em mới hái nè. Với còn mới giá trong tủ lạnh lấy ra ăn luôn. Với mua được cái cải này, cải gì quên ta? Cà lê giống ở nhà. Rồi em mời cả nhà vào bếp để nạp cơm nha. Cả nhà ơi, em ớt cá luôn. Đây còn một mớ nước màu thắng ở trong cái chảo còn. Cải dừa ớt luôn. Cho miếng hành với miếng tỏi vào đây ớt. Nhiều nước màu chắc không đủ. Kho lạc nước nó hơi nhiều. Cha này có muỗng bột ngọt. Muỗng hạt đi. Cho nước mắm nha. Rồi em để đây cho thấm nè, chút nữa em kho. Cá thấm kho nó ngon. Rồi cá thấm à, em bác lên kho luôn. Chở cá là hết bọt luôn. Trời ơi, cá ngon ha. Ngon. Chở nước vô mới hút bọt được. Cho nên là mình hút bọt nha. Giờ nó nước ít quá. Cho nên thắng mình kiểu trước đi. Bằng cá nó rút ra vậy rồi em cho nước vào. Thank you.
cho con gái em hay khứa thì em hay để rau củ vô, cà vô. Múc cho con gái hay khứa. Nó không ăn hành, nó ăn được. Ớt cũng ăn được. Cà ớt vô. Em để bột me này vô luôn cho nó nóng là nó ấy, là mình dành ra mình ăn với chấm rau ăn chua chua. Để củ hành vô. Em để hành tinh. Rồi em tắt bếp, em múc cá ra luôn. Múc cá ra mà cả nhà mình cùng ăn cơm. Cái đậu cá cái con ruộng gà con đổ nè, nó gãy cái đậu cá ẩn xích cái hàm nè, cho vài cái lá quế lên. Cơm gia đình của em làm chín rồi nè cả nhà. Bữa nay hai chồng ăn đơn giản thôi, cá kho lạc, cá lóc kho lạc, cơm me cả nhà với rau sống. Bây giờ hai chồng em mời cả nhà cùng ăn cơm nha. Bữa cơm gia đình hôm nay với món cá lóc kho me cả nhà, xin mời cả nhà cùng dùng với vợ chồng mình nha. Thank you.
cả nhà dùng cơm nha. Trang một miếng nước. Mời cả nhà ăn cơm. Nước cá kho lạc cả nhà, kho me. Mời cả nhà nha. Giờ mới bắt đầu có bầm. Ngon. 2-3 tháng. Đây, mời cả nhà miếng dao cắm với nước cá kho lạc. Mời cả nhà nha. Rồi giờ miếng cá nha. Mời cả nhà miếng cá nha. Xong cả trúng miếng rau. Mời cả nhà, cả nhà. Cái này bự dữ. Không, nó chua chua, nó cà cà, nó có, ngon lắm nhở. Nhưng mà cái này miếng cà, ăn thêm miếng cá, lại cái nhà không? Mình mời cả nhà cái ruột con cá nha. Mời nhà một cái ớt ngon rừng. Nước cà ấy nha. Mời cả nhà một miếng rau nha.
ớt nè cả nhà. Chúc ăn nha. Mời cả nhà. Cái này chưa mời cả nhà. Cái gì ở dưới? Cái hạt con cá. Ở nhà mới cà nha. Cả nhà ơi, thì vợ chồng mình cũng ăn cũng chưa có no đâu. Nhưng mà vợ chồng mình xin phép được tạm dừng clip đây ạ. À, để cho con gái mình nó vô dùng chung với nhà. Cái mình nó mắc cỡ lắm, nó không dám lên sóng cả nhà ơi. Thì bữa cơm gia đình hôm nay với món cá lóc kho me thì clip cũng khá dài. Vợ chồng mình xin phép được kết thúc clip ở đây ạ. À, nếu cả nhà xem thấy vui, thấy hay thì xin cả nhà hãy tặng cho vợ chồng mình một like, một đăng ký và một chia sẻ. Thì điều đó sẽ là động lực giúp cho vợ chồng mình xuất bản ra được nhiều clip hay hơn nữa ạ. Giờ thì vợ chồng mình xin tạm biệt mình cả nhà và xin hẹn gặp nhà ở những clip tiếp theo ạ. Bye bye, tạm biệt cả nhà mình nhé. Bye bye.